thỉnh kinh Pariṭṭha. Đệ tử chúng con cung thỉnh chư Đại Đức Tăng tụng kinh hộ trì để ngăn ngừa tránh khỏi những điều rủi ro tai hại, cho được thành tựu những hạnh phúc, khiến cho tất cả các sự khổ não, kinh sợ và bệnh tật thảy đều tiêu tan. Lần thứ nhì, lần thứ ba, chúng con thành tâm bái bạch.